Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã quay trở lại với kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm một đất nước nữa trong chuỗi các cái chương trình định cư ở châu Âu. Thì Hương đã có chia sẻ những cái video về chương trình định cư ở Latvia, ở Bồ Đào Nha và Malta. Thì đất nước này nghe tên quen thuộc hơn với người Việt mình rất là nhiều. Và đây cũng là điểm đến của nhiều du học sinh trong những năm gần đây. Đó chính là Tây Ban Nha. Đầu tiên thì chắc Hương cũng sẽ chia sẻ một chút xíu về đất nước Tây Ban Nha. Thì Tây Ban Nha là một đất nước nằm ở Nam Âu, với phía Tây giáp với Bồ Đào Nha, còn phía Bắc thì giáp với lại Pháp, hai mặt còn lại giáp biển. Tây Ban Nha có thủ đô là thành phố Madrid, tuy nhiên người Việt mình thì biết nhiều về Tây Ban Nha qua đội bóng Barcelona, tức là thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Khí hậu của Tây Ban Nha cũng khá là ôn hòa. Ở thành phố Madrid thì vào mùa đông nhiệt độ chỉ xuống khoảng tầm 8 độ C là thấp nhất rồi. Tuy nhiên là ở một số những cái thành phố khác thì do biến đổi khí hậu những năm gần đây nên cũng chịu ảnh hưởng rất là lớn, và nhiệt độ mùa hè thì có thể lên tới khoảng tầm 40 hoặc là hơn 40 độ C một chút xíu. Còn nhiệt độ trung bình vào mùa đông thì khoảng tầm 12 đến 15 độ C. Dân số của Tây Ban Nha là 47,35 triệu người theo số liệu thống kê năm 2020. Mức thu nhập tối thiểu ở Tây Ban Nha là 965 euro một tháng, số liệu năm 2021. Và chi phí sinh hoạt trung bình cho một gia đình 4 người, bao gồm 2 người lớn và 2 trẻ con tại thành phố Madrid là khoảng 2.300 euro trên một tháng, số liệu thống kê của trang 5BO. Vậy thì Tây Ban Nha có những chương trình đầu tư định cư như thế nào mà cho phép các anh chị có thể nhận được thẻ cư trú của Tây Ban Nha? Thứ nhất là các anh chị có thể đầu tư trái phiếu chính phủ với số tiền đầu tư tối thiểu là 2 triệu euro. Thứ hai là các anh chị có thể đầu tư sở hữu cổ phần của doanh nghiệp với số tiền đầu tư tối thiểu là 1 triệu euro. Tương tự là chuyển khoản bank deposit tối thiểu cũng là 1 triệu euro. Thứ ba là các anh chị có thể đầu tư sở hữu bất động sản, số tiền tối thiểu đầu tư là 500.000 euro. Và thứ tư là các anh chị có thể đầu tư thành lập mới doanh nghiệp, họ không có yêu cầu cái mức đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên là doanh nghiệp này sẽ phải thuê mướn được nhân công người Tây Ban Nha, tạo được việc làm cho người Tây Ban Nha. Đồng thời là sẽ có được cái ảnh hưởng tích cực với nền kinh tế tại khu vực mà các anh chị sẽ mở doanh nghiệp. Và có những cái ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của khoa học và công nghệ của Tây Ban Nha. Tiếp theo thì Hương sẽ đi qua về phần hồ sơ của chương trình Tây Ban Nha. Một bộ hồ sơ chương trình Tây Ban Nha thì sẽ bao gồm là đương đơn, vợ hoặc chồng của đương đơn và con cái độc thân dưới 18 tuổi. Có những trường hợp con cái trên 18 tuổi có thể đi kèm hồ sơ được, tuy nhiên phải chứng minh và phải có những cái giấy tờ đi kèm thể hiện được rằng người con này có những vấn đề về sức khỏe và không thể nào tự chăm lo cho bản thân của mình được. Tiếp theo đó là khi mà các anh chị đầu tư chương trình Tây Ban Nha thì anh chị sẽ nhận được đó là visa định cư trước. Thì visa định cư này thường họ sẽ cấp cho mình cái thời hạn là 1 năm. Trong vòng 1 năm đó các anh chị cần phải sang Tây Ban Nha để làm thủ tục chuyển đổi sang thẻ cư trú, tức là Residence Permit, và thẻ cư trú này sẽ có thời hạn là 2 năm. Thì cứ mỗi 2 năm các anh chị cần phải gia hạn được cái thẻ này một lần và thời hạn của nó tiếp tục gia hạn là 2 năm. Điều kiện để các anh chị có thể xin được visa định cư của Tây Ban Nha đó là đương đơn từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch tư pháp trong sạch và có mua bảo hiểm y tế tại Tây Ban Nha và đồng thời cho cả khu vực Schengen, và bảo hiểm y tế này phải cover hết tất cả những cái rủi ro có thể xảy ra. Mức cover tối thiểu là từ 30.000 euro trở lên. Tiếp theo đó là các anh chị cần phải chứng minh là các anh chị có khả năng tài chính đủ để chu cấp cho bản thân và gia đình mình trong ít nhất 2 năm đầu tiên khi đến Tây Ban Nha. Cụ thể hơn thì cho đương đơn đó là 2.130 euro một tháng và cho những thành viên đi kèm phụ thuộc đó là 532 euro một tháng. Đối với trường hợp các anh chị muốn chuyển đổi từ thẻ cư trú sang thường trú nhân PR thì các anh chị cần phải thỏa mãn những điều kiện sau. Thứ nhất là các anh chị cần phải ở Tây Ban Nha được 5 năm, trong đó các anh chị không rời khỏi Tây Ban Nha quá 10 tháng trên 5 năm này. Thứ hai là các anh chị có công việc, có đóng thuế và có mã số NIE, tức là mã định danh và là mã số thuế cá nhân.
Tiếp theo là các anh chị cần phải có địa chỉ cư trú tại Tây Ban Nha, thì địa chỉ này được thể hiện bằng hóa đơn điện nước hoặc là hợp đồng thuê nếu như các anh chị thuê, hoặc là có giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu các anh chị mua. Tiếp theo nữa đó là các anh chị có thẻ bảo hiểm y tế, thì như Hương chia sẻ ở trên đó là bảo hiểm y tế cover hết tất cả những rủi ro tại Tây Ban Nha và cho cả khối Schengen. Cuối cùng đó là các anh chị cần phải có lý lịch tư pháp trong sạch. Con đường để nhận được quốc tịch Tây Ban Nha thì nó cũng khá là dài, tương đương với Latvia, tức là ít nhất phải 10 năm. Thì đầu tiên các anh chị sẽ nhận được là thẻ cư trú, sau 5 năm các anh chị sẽ chuyển đổi sang thường trú nhân PR, rồi tiếp tục đến hết năm thứ 5 của cái thường trú nhân PR, các anh chị mới có thể nộp đơn để mà xin quốc tịch. Điều kiện để xin quốc tịch của Tây Ban Nha bao gồm thì dĩ nhiên là các anh chị cũng sẽ phải có được cái công việc ổn định, có thu nhập, có đóng thuế, rồi các anh chị có địa chỉ cư trú tại Tây Ban Nha, và các anh chị cũng sẽ phải có lý lịch tư pháp trong sạch, có đóng bảo hiểm, có bảo hiểm y tế, vân vân. Ngoài ra, đặc biệt quan trọng là các anh chị cần phải có bằng tiếng Tây Ban Nha ít nhất là A2 và trải qua một cái kỳ thi văn hóa Tây Ban Nha, phải đậu được cái kỳ thi đó thì các anh chị mới nộp đơn xin quốc tịch được. Cũng giống như những video trước thì Hương tin rằng nhiều anh chị sẽ thắc mắc, vậy thì các anh chị có nên đầu tư định cư Tây Ban Nha hay không? Tương tự như Latvia thì Tây Ban Nha theo Hương nghĩ là phù hợp với các anh chị nào chúng ta đang có ý định di dân và đưa cả gia đình mình sang Tây Ban Nha sinh sống luôn. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải có ở tại Tây Ban Nha thì mới chuyển đổi sang thường trú nhân và sau đó là xin quốc tịch được. Đồng thời thì phải trải qua cái thời gian ở Tây Ban Nha để chúng ta tiếp thu ngôn ngữ của họ và phải học tập lấy được cái bằng A2 tiếng Tây Ban Nha thì mới xin được quốc tịch của Tây Ban Nha. Và các anh chị cũng cần phải ổn định cuộc sống, có được thu nhập, có công việc và có đóng thuế thì lúc đó chúng ta mới có thể chuyển đổi sang thường trú nhân hay là quốc tịch được. Video này được thực hiện dựa trên thông tin từ website chính phủ của Tây Ban Nha, đồng thời là các trang web như là Schengen Visa Info và Golden Visa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.